Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang dẫn bạn trên trang web là Phan Kinh Tú.com. Video này, video trước chúng ta vừa dựng xong thực hành cái con vịt như gì rồi. Ok ha. Rồi sau khi làm xong á, đừng quan tâm cái việc mà bóng đổ hay màu sắc bạn. Đừng chú tâm cái màu sắc thôi chứ đừng quan tâm đến cái bóng đổ hay ánh sáng gì. Đó, chúng ta sẽ sử dụng những cái trình khác, những cái phần mềm khác. Rồi, chủ yếu là chúng ta dựng được cái hình con vịt như thế này. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ xuất ra những cái trình khác bạn, những cái trình phần mềm 3D khác như là Cinema 4D hay là Maya gì đó, hoặc là những cái trình engine game như là Unity, Unreal gì đó các bạn. Thì để mà xuất ra nó có cái phần tester thì chúng ta phải tận dụng cái phần mềm Photoshop bạn, chứ cái này nó không làm được. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xuất ra nè, xuất cái file ra có định dạng OBJ ha, chỉ dùng được OBJ thôi bạn, những cái kia tôi test rồi không có hiệu quả. PNG cũng được nhưng mà PNG là xuất ra cái kết quả để chúng ta xem cái hình ảnh thôi, giống như hồi nãy giờ ở video trước tôi cho bạn xem hình ảnh này nè. Nó nặng cái con vịt này nè. Ok ha. Nó, nhưng mà khi mà xuất ra cái file OBJ nó không có cái chất liệu đó. Rồi nên giờ ta phải tận dụng cái phần mềm Photoshop nè. Đầu tiên ta xuất ra cái file OBJ ha. Nhìn nè, OBJ. Rồi. Rồi xuất ra bạn lưu trên cái máy tính các bạn á. Lưu cái file định dạng gì cũng được. Tùy bạn ha. Ví dụ tôi lưu cái file này có tên là con vịt 1 đi. Con vịt 1 đi ha. Tại vì tôi nãy tôi đặt tên rồi. Rồi. Xong chưa ta? Rồi tôi xuất ra rồi bạn, cho bạn xem nè ha. Đâu tiêu rồi. Rồi nó sẽ có cái file là tên là con vịt 1 bạn. Cái file đó định dạng chấm .obj chứ không gì hết. Bình thường đó, định dạng chấm .obj bình thường đây. Rồi rồi sao nữa bạn? Ồ phải không ta? Tôi kiểm tra lại coi, ở chỗ .obj đúng rồi nè. Rồi rồi sau khi bạn được cái file đó thì sao bạn, cái file đó bạn nhập vô những cái phần mềm 3D là chưa có được đâu. Nên là ví dụ tôi mở cái phần mềm Cinema 4D nè, tôi file tôi lo cái file đó vô đây bạn xem thử có gì không ha. Ồ sao nó không nhận ta, hình như có gì đó sai. Rồi đợi tên tí bạn ơi, tôi xuất lại coi. Xuất ra nè, định dạng OBJ bạn ha, bạn lít vô cũng được, không thì bạn lít vô cái chữ dưới đây nó có chữ Xbox nè. Rồi bạn chọn cái định dạng là OBJ ha, waveform nè. Rồi xuất. Rồi đặt tên. Vô đặt tên là 11 đi cho dễ nhớ, 11 đi. Rồi. Thì khi bạn xuất ra đôi lúc đó cái máy bạn nó không có nhận á thì bạn lít vô nó bạn sửa cái đuôi nó lại. Tôi lấy ví dụ nè. Ví dụ như bạn thấy nè, đôi lúc nãy giờ tôi xuất mà đôi lúc nó bị lỗi gì nè, nó không có nhận, nó không hiểu. Thì bạn lít vô cái file chúng ta đặt tên nè, sau đó cái cuối cùng bạn nhắm chữ Z. Nhắm cái dấu chấm á, nhắn dấu chấm mà nhắn chữ OBJ đây, lưỡi ha. Là lúc cái file cái máy tính là do cái gì lỗi á, nó không nhận được là hiểu được cái file OBJ thì bạn nhắn cái phím F2 á, đổi tên của file á, bạn đổi tên sau đó bạn nhắn cuối của cái tên là chấm OBJ ha, OBJ enter, nó thì nó hiểu ra được là cái file 3D chúng ta, là lúc nó sẽ bị lỗi chức năng đó. Rồi lưỡi ha, rồi sau đó bạn mở lên cái phần mềm Cinema 4D này, ta lôi thử cái file nó vô đây. Rồi thử nhấn OK. Bạn thấy chưa? Nó ra hình con vịt nè, nó hơi bị sai hướng đấy, tôi nhấn sai lên cho bạn xem. Rồi, ra cái con vịt đó nhưng mà cái gì? Nhưng mà cái chưa có cái chất liệu. Chỉ là màu trắng thôi. Nó cái dở của cái phần mềm này là gì? Rồi để sửa lỗi nó buộc chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm Photoshop. Đây tôi mở cái phần mềm Photoshop lên là đâu tiêu rồi. Nó tôi mở phần mềm Photoshop lên ha, tôi lôi cái file OBJ mà tôi mới vừa xuất nãy ra đó, tôi lôi vô Photoshop, tôi làm thêm cái thao tác phụ nữa, tôi xuất thêm một cái file OBJ khác nữa nó mới đồng ý, nó mới hiểu. Rồi thì bạn đợi tôi tí ha. Rồi xong rồi bạn hãy vô, tôi mở cái phần mềm Photoshop lên đây, rồi đó tôi sẽ lôi cái file OBJ nãy vô đây ha, file OBJ con vịt này á, buông ra. Rồi cho nó hiện ra cái bảng này thì bạn cứ có gì đơn vị mm, những này bạn cứ để mặc định đi bạn, không quan trọng, cứ để mặc định hết ha. Rồi cứ để mặc định hết đi. Có cái chỗ mà color profile này á, thì bạn hãy chọn hệ màu nào, nó hỏi bắt ta hệ màu nào bạn, thì bạn tôi chọn hệ màu đầu tiên đi, RGB đi, SRGB nè. Rồi pixel là hình vuông phải rồi, nó tất cả cứ để mặc định nhé. Ok xong. Ở lúc nó có cái thông báo gì đó thì bạn cứ ok, anh hỏi nó sẽ thông báo cho bạn ta biết là nó sẽ gộp hết tất cả những cái UV thành một cái
sửa vấn đề nè, nó bạn cứ ok đi, không 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 sao hết. Rồi nó thì nó do nó đang nhập cái file 3D vào đây nên nó hiển thị gì thôi, có thể là cái hướng không đúng đó, nhưng mà không quan trọng, bạn không quan tâm ha, đừng quan tâm gì hết. Rồi sau đó các bạn vào trong cái menu 3D nè, bạn chọn cho tôi cái thì chọn là Generate UVS, lưu ý ha, lít vô đây nè. Rồi lít vô đó thì nó sẽ thông báo chúng ta là nó sẽ gộp hết tất cả cái chất liệu thành một cái black xanh, là một cái laser phẳng luôn, nó gộp hết thành một cái file texture luôn. Lít ok. Rồi ok bạn ha, lít vô cho nó hiện ra cái thông báo này nữa. Trong thông báo này bạn đừng quan tâm, bạn chỉ quan tâm cho tôi cái phần cái kích thước pixel rồi bạn. Mặc định cái kích thước là 2048 rất là lớn bạn, rất là lớn luôn, nên ta không cần thiết gì. Bạn có thể giảm nó xuống, bạn giảm xuống nhiều thì tùy các bạn có thể giảm 1000 hoặc là 512 đó, tùy các bạn, không cần quá lớn như vậy đâu, giảm nó xuống bạn. Rồi giảm xuống ví dụ như 1000 hay là 512 tùy bạn ha, hoặc là nhỏ hơn tùy bạn. Ví dụ tôi cho 1000 đi, 1024, rồi nhấn ok xong. Giờ khi bạn vừa làm xong á thì nó là gì bạn, bạn vừa làm xong á thì bạn sẽ quay lại cái file chúng ta, thì bạn sẽ thấy là trên màn hình nó sẽ xuất hiện một cái thôi chưa xong đâu. Rồi ví dụ như làm xong được cái bước đó, bạn ra đây bạn nhấn thêm một cái lần nữa, bạn vào trong cái menu 3D là bạn click thêm một cái nữa thôi. Đây export 3D laser, xuất ra cái laser 3D. Rồi sau đó cũng hiện ra cái thông báo này, thì bạn chọn cái định dạng gì bạn, định dạng chấm đây là OBJ đây, định dạng waveform chấm OBJ đây đó. Là bây giờ chúng ta sẽ xuất lại thêm một cái file OBJ khác nha bạn ha. Rồi kích thước thì bạn cứ để mặc định đi, còn cái tester này quan trọng nè, cái tester này chúng ta phải chọn là định dạng ảnh là BNG ha, BNG đây, BNG. Rồi sau đó nhấn ok là xong. Chọn nơi luôn các bạn ha, như tôi luôn ở ngoài đây đi, luôn ngoài đây nè, luôn ngoài desktop đây nè, con vịt một nè, chấm OBJ nè, luôn. Rồi đó, tôi ra ngoài cho bạn xem nè. Thì tôi vừa làm xong á thì nó sẽ ra cho tôi là một cái tùm lum file luôn. Đây là cái file 3D này bạn, kèm theo cái file MTL của nó liên kết với 3D. Đây là cái bức ảnh thôi nè, cái họa tiết mà hình con vịt á, nãy chúng ta tô màu nè. Đây là cái này, đây cái file này bạn thấy cái chữ không, OBJ mesh nè, gộp đường lưới mesh dựa trên những cái họa tiết nè, file này đây. Rồi sau đó nhiệm vụ là tôi sẽ cộng lại, tôi tắt Photoshop đi, không cần thiết sử dụng Photoshop nữa, tắt đi. Rồi sau đó tôi sẽ mở lại cái phần mềm nào cũng được, 3D nào cũng được, bằng Cinema 4D hay phần mềm nào cũng được, bằng mở lên đi, Maya cũng được. Rồi bạn lôi lại cái file mà OBJ mà chúng ta mới vừa xuất ra sau này á, sử dụng Photoshop ta xuất nha. Rồi lôi cái file OBJ vô đây lại, nhấn ok, thấy chưa, nó ra chất liệu lại đó. Do cái Cinema 4D nó sử dụng cái chất liệu này, bạn tắt những cái này đi, tắt hết những cái trong suốt nè, tắt những cái phản chiếu, tắt hết những cái alpha, chỉ trừ color đây, nó là xong. Nhấn R lại, do cái hướng xoay nó hơi bị R shift 90 độ. Rồi thấy chưa, ok chưa, thành công ha, nó gì là xong đó bạn. Nhà tao đang test thử Cinema 4D thôi, còn các bạn hay sử dụng những cái phần mềm 3D khác để bạn nhập cái file OBJ này vô với cái phần chất liệu là gì bạn, chất liệu là cái file này nè, nó cộng vô đây, ok ha, rất là dễ ha. Đây bạn thấy nè, có chất liệu nè, thấy chưa, chất liệu nè, tester nè, cái đường dẫn nè, file BNG nè, cái file nãy tôi vô cho bạn xem đó là file này nè, nó thấy chưa. Rồi vậy là xong các bạn ha. Thì cái phần mềm này nó hơi rắc rối là chỗ đó, chúng ta phải qua hai bước, một là bước dựng, một là cái bước dựng. Rồi bước thứ hai là chúng ta phải sử dụng qua Photoshop để xuất, Photoshop để xuất các bạn ha. Trong Photoshop thì chúng ta sẽ làm hai bước, một là General UV, hai là Export 3D Layer. Nó phải, trong Photoshop thì làm hai bước. Rồi sau khi làm xong thì nó quan trọng nhất là nó ra được cái file OBJ chúng ta kèm theo một cái file ảnh chất liệu tester, nó là file này. Ok là xong đó bạn. Sau đó bạn hãy nhập vô những cái phần mềm 3D như Cinema 4D, Maya hay là Unity, Unreal đó, những cái trình engine game là thành công rồi đó. Rồi thì nó hơi lô bô một tí, nhưng mà qua nó cũng sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái phần mềm nữa có tên là Vault Edit. Phần mềm này nó dễ hơn, nó không cần làm hai bước các bạn, nó chỉ cần làm một bước một thôi. Còn cái việc xuất á, cái việc xuất thì nó đã xuất sẵn rồi, nên trong cái phần mềm nó tích hợp luôn cái việc xuất sẵn rồi, khỏi cần sử dụng Photoshop. Nên cái phần mềm số 3 này rất hay ha, số 3 này rất hay, cũng dễ dùng đó. Rồi tôi kết thúc video này ở đây đi, tôi Tú Phan đã dẫn bạn trên trang web là fan youtube.com. Hẹn gặp lại các bạn.